đã À, anh đeo đeo đấy vừa nghe nó về hơi 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 ồn một tí xíu. cái tai này hôm nay nó để hỏng, vừa hỏng xong Anh nói thế được rồi đấy. Rồi. à, vừa hỏng xong Vâng. thì, cũng vừa đi làm việc về một tí thì đang ngồi theo dõi diễn đàn. Dạ. Nói chung là hôm nay nội dung thấy trước hết cho tôi gửi lời chào bằng Nguyễn Dạ. cũng như tất cả các vị quý vị trên diễn đàn lời kính chúc sức khỏe và chúc một đêm tốt đẹp. Dạ. Thế, qua theo dõi cái diễn đàn của bằng Nguyễn thì thấy là hôm nay nó cũng nói về cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Dạ. Thì Đây cũng là một chủ đề cũng rất hay. cái quan hệ với Việt Nam Trung Quốc ấy, thì em muốn phản biện lại cái sự xuyên tạc của cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước. Chúng nó là nói là Đảng Cộng sản Rồi. Việt Nam mình có bán đất, bán đất rồi bán biển, bán đảo các thứ cho Trung Quốc. Thấy chưa? Hoặc là bây giờ coi như là mình muốn phản biện nó thì cái quan hệ Trung Quốc thì em chia thành hai vấn đề. Thứ nhất là quan hệ về vấn đề coi như là chính trị, tức là về biên giới hải đảo, thì cái chương trình trước thì em đã nói sơ qua rồi, thì cái chương trình này em cũng muốn nói sơ qua một tí xíu thôi, chứ còn em chủ yếu em nói về cái sự, tức là chương trình này chủ yếu em nói về cái sự quan hệ về vấn đề kinh tế giữa Việt Nam Trung Quốc, vấn đề Như vậy là và có hai nội hai nội dung. Thì nội dung. dung trước thì em đã nói rồi, bây giờ mình chỉ nói về quan hệ giữa Việt Nam Thì, và tôi chỉ vâng. khái quát qua một chút thôi Ok, dạ vâng. về cái quan hệ Việt Nam. Nếu mà lịch sử quan hệ Việt Nam và Trung Quốc là một chuyện, là một chuyện lịch sử dài nhiều Đúng. tập, tôi khẳng định như thế. Vì chúng ta 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, thì cái lịch sử của đất nước ta nó gắn liền với cái quan hệ của Với với Trung Quốc. phương Bắc Vâng. 1.000 năm. 1.000 năm thì trong 1.000 năm đó các cái thế lực phong kiến phương Bắc luôn luôn chia nhau thay nhau để là mà đô hộ đàn áp dân tộc ta, dân tộc ta. Thế thì qua các đời vua chúa thì đất nước ta là một đất nước nhỏ bé luôn luôn chịu cái sự xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc. Bây giờ nói lại thì nó dài, Vâng. thì đấy chúng ta cũng ghi nhận Vâng. đấy là về phong Bắc. Thế sau khi đảng ta ra đời thì và đảng cộng sản Trung Quốc cũng ra đời, đã thiết lập mối quan hệ với nhau là ở trên góc độ tình cảm đồng chí, đồng chí về hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, Ok. và đã giúp nhau, ta phải ghi nhận, đã giúp nhau trong một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Cho nên là quan hệ, nhưng chúng ta cũng phải thấy rõ dưới sự lãnh đạo của các thế hệ, các nhà cầm quyền Trung Quốc, có lúc nào đó, thời kỳ nào đó, thời điểm nào đó đã cho để lại cho chúng ta có những quan hệ, những nốt trầm. Ta cũng phải khẳng định cái điều Đúng. đó, cái nốt Dạ. trầm. Như vậy là chúng ta quan hệ với Trung Quốc có thăng và cũng có Đúng. trầm. Và hiện nay chúng ta cũng phải khẳng định là đang có vừa thăng nhưng lại vừa trầm. Để chốc nữa tôi nói là cái chuyện về về biển đảo. Ý tôi ở đây tôi muốn nói về biển đảo là có thăng và có trầm. Thế thì sau khi năm 1999 chúng ta thiết lập lại quan hệ bình thường hóa với Trung Quốc sau khi cái sự việc xảy ra là tháng 2 năm Năm 79. 1990. Không, ở năm 90 thì ta thiết lập quan hệ Vâng, bình 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 thường hòa, hóa, dạ. nhưng mà chiến tranh biên giới xảy ra là tháng 2 năm Đúng rồi. 1979. Thì chiến xảy ra và kéo dài đến năm 1988. Chính xác. Năm 88. Và sau đó thì bình thường hóa năm 1990. Và sau khi đã thiết lập quan hệ bình thường hóa thì đến năm 1999 thì cái tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo khi đi sang Việt Nam, ta sang thăm Trung Quốc, và lúc đó nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa phương châm quan hệ với Việt Nam trên tinh thần 16 chữ. Đúng rồi. 16 chữ. Và sau này chúng ta thấy rằng cái việc cái phương châm đó là cũng thật sự là lý tưởng, và nó gắn kết cái tình bạn, tình đồng chí, tình hữu nghị. Cho nên cái 16 chữ được nêu lên là trở thành 16 chữ vàng. Chắc là nhiều khi các bạn, các vị cũng đã được Đúng nghe rồi. rồi. Là 16 chữ Trong mối vàng. quan hệ Việt Nam Trung Láng Quốc. giềng hữu nghị. À, láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện. Ổn định lâu dài. Hướng tới tương Ok. lai. Đấy, thì chúng ta, sau này chúng ta... Và đến năm 2005 thì cũng trong một cái tuyên bố chung,
cộng sản chủ nghĩa nhiều khi có những lúc nào đó nó không còn là cái tính chất quyết định, nó không, mà mang tính chất hữu nghị là nhiều hơn. Vấn đề là tôn trọng nhau, tôn trọng Thế thể chính chế trị, chính trị đúng của rồi. nhau, thể chế chính trị của nhau để mà quan hệ, để mà bang giao, để mà hợp tác, để cùng nhau chung sống hòa bình và phát triển. Dạ. Thì đấy là tôi nghĩ là thế nên là, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá quan trọng hóa những cái này, vì đối với Trung Quốc là nó là thực tiễn. Tại sao bốn tốt 16 chữ vàng mà Trung Quốc năm 2014 lại dám xâm phạm vào chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán về lãnh hải của Việt Nam, đúng không? Thì đấy, ví dụ thế. Hoặc là trong quá trình quan hệ thương mại có những lúc, có những lúc với tư thế trịch thượng là nước lớn, nước lớn, có khi trong quan hệ về thương mại nó chỉ cần đóng cửa một cái là chúng ta tương đối là mệt Đúng rồi. mỏi. Có thời gian nó thật với lại chú Bằng, như ở Hà Nội chúng tôi đây phải vận động bà con, vận động bà con và nhân dân khu phố ra để mua giúp dưa hấu cho bà con trở từ biên giới về, trong khi nguồn sản xuất lại ở miền Nam, ở Ninh Thuận, Bình Thuận đấy, dưa hấu ấy, là vì lên đến kia là không xuất khẩu được thì cuối cùng là quay về đây. Thì tôi có khi mình có nhà mua hàng Yến, ăn thì ăn, chả ăn thì thôi, cũng là cái tinh thần ủng hộ đấy, ví dụ như thế. Đấy là về thương mại. Thế nhưng mà trong tình hình hiện nay, nếu nói về hệ tư tưởng thì đất trên thế giới còn có 5 nước, đứng đầu là Trung Quốc, về hệ cộng sản là đứng đầu là Trung Quốc, thứ hai là Việt Nam, thứ ba là Cuba, thứ tư là Lào, thứ bốn Triều là Tiên. Bắc Triều Tiên, và đấy còn 5 nước đấy. Thế thì bây giờ dù sao muốn hay không muốn, Trung Quốc vẫn là hệ tư cộng sản chủ nghĩa, là nước đứng đầu và là nước xã hội chủ nghĩa. Với hệ tư chính trị của chúng ta nó là cùng đồng hướng, về góc độ đó chúng ta vẫn cùng đồng hướng, cho nên là có cái đồng chí tốt, cho nên chúng ta vẫn phải giữ được cái mối quan hệ đó. Để chúng ta giữ được cái gì? Là giữ được môi trường hòa bình. Khi đất nước nào có hòa bình thì đất nước đó phát triển, mà chúng ta đã phát triển thì kẻ thù rất khó lòng gây khó dễ với chúng ta. Thì đấy là chúng ta nên có cái nhận thức như vậy. Mỗi khi chúng ta yếu về kinh tế, yếu về vấn đề an ninh trật tự xã hội là kẻ thù sẽ lợi dụng để gây rối với chúng ta. Thì đấy là, cho nên là cái việc quan hệ với Trung Quốc đây là một cái quan hệ chiến lược, nhưng mà trong tình hiện nay chúng ta vừa quan hệ vừa đấu tranh, Vừa hợp tác vừa đấu tranh, quan hệ để hợp tác và và phát triển em vừa đấy. nhấn mạnh có 6 chữ: vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đó, đấy, Vừa hợp tác để phát triển đất nước, vừa đấu tranh. để chúng ta quan hệ với Trung Quốc, để chúng ta chiếm dụng cái thị trường, đặc biệt là thị đối với chúng ta nó vừa gần chúng ta, và đồng thời cũng là thị trường tiêu thụ rất lớn về hàng nông thủy sản của chúng ta. Chính xác. Đây là một cái thị trường rất lớn à, để chúng ta phát triển kinh tế. Thế còn về đấu tranh thì chúng như là nhiều lần cũng là tôi đã có cả một cái clip tôi làm việc với Việt Vision đã đưa lên mạng nói về quan hệ với Trung Quốc rồi. Bây giờ thì nhân diện diễn đàn này, vì nội dung này thì cũng chia sẻ thêm về đấu tranh. Thì chúng ta sẽ biết rằng là qua các đời lãnh đạo của Trung Quốc, cái tư tưởng đại bá vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn chưa chấm hết trong đội ngũ lãnh đạo của Trung Quốc. Nó thì được hình thành từ thời phong kiến cả. Cho nên là có một lần cái hội nghị nước ngoài về ở Việt Nam đấy, tổ chức ấy, hội nghị ấy, yêu nước về, tổ chức ở Việt Nam mình đấy, mà một lần ông chưa là đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, lúc là cục phó cục tuyên huấn, mà chính là lời đồng chí nói là âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là vẫn chưa từ bỏ, là chưa từ bỏ. Đó. Xuất phát từ đầu tiên là năm 74, trong lúc chúng ta giải quyết vấn Cái mạng anh hơi yếu. chia bất Hoàng Sa của chúng ta năm 74. Thế sau khi giải phóng miền Nam thì sự việc nó đã rồi, nó đã rồi. Nó rất nhạy cảm, mà đến ngay cả bây giờ đau xót của dân tộc ta, của đảng ta, của nhân dân ta, chứ không phải bây giờ để cho chúng nó chiếm như thế, mà chúng ta trong lòng chúng ta, những người dân chúng ta, mỗi khi đất nước ta mất đi 1 km biển đảo, 1 km đất liền cho kẻ thù,
cho ngoại bang thì chúng ta luôn luôn lấy đó để mà nêu cao cảnh giác, và lấy đó là chưa lấy được. Trong lòng chúng ta, dân tộc ta, và nói thẳng ra là trong đảng ta, lúc nào trên nghị trường cũng luôn luôn khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. À. Nhưng đòi Hoàng Sa và Trường Sa bằng biện pháp gì thì chúng ta hiện nay vì đòi Hoàng Sa hay một số đảo ở quần đảo Trường Sa là hiện nay chúng ta dùng biện ý ở đây tôi muốn nói là dùng biện pháp nóng là không thể tiến hành được. Đúng rồi. Là vì đất nước ta đã trải qua chiến tranh quá nhiều rồi, mất mát quá nhiều vì chiến tranh rồi. Đất nước ta hòa bình Phụng nên nói đúng đấy. dưới sự của đảng. Đã. Nếu như chúng ta dùng biện pháp Đúng nóng rồi, là sử dụng chiến tranh, 1956 và 1954. năm 74 ấy, nếu như chúng ta dùng biện pháp nóng là biện pháp chiến tranh để đòi lại thì đất nước ta lại phải lao vào cuộc trong khi một nước lớn như thế kinh tế hơn chúng ta cả về tiềm lực quốc phòng cả về tiềm lực Cái mạng của anh hơi yếu, Thành Công nói nhiều khi không nghe được. Vâng. à thế à đấy bây giờ rõ chưa, tôi gần một tí có Vâng, phải vâng, rõ vâng. không? Dạ. Anh phải dịch dịch chuyển ấy, anh đến chỗ nào cái wifi ấy nó mạnh một chút. Chứ bây giờ là anh không. Ai file cái đây rồi, hôm nay lại hỏng như là cái này, thế là nó vừa hỏng xong. Thế thì chúng ta Vâng. dùng biện pháp truyền thống là biện pháp dùng quân sự thì chúng ta không thể chọi nổi, là vì điều kiện bây giờ nếu như Hoàng Sa hay Trường Sa nó là địa ở ngoài hải đảo xa chúng ta hàng mấy Mãi không được. Nói chung nói tóm lại mình phải dùng bằng bằng phương pháp hòa biện bình. pháp khác. Vâng, bằng phương pháp hòa bình. Đấy, thế thì quay lại. Vâng, dạ. Quay lại là chúng ta vẫn khẳng định chủ quyền của chúng ta nhưng chúng ta đấu tranh đòi lại bằng biện pháp hòa bình thông qua cái chuyện bang giao quốc tế với các nước. Thông qua cái mối quan hệ hữu nghị với các nước, thông qua các cái luật quốc tế về Dạ, anh Trần Trường Trung như chờ đi. Rồi thì chúng ta bây giờ nếu mà nói thẳng ra bây giờ chúng ta mà dùng mạng anh yếu quá, không được anh Hạnh là ạ. Và hiện nay đang thế được. Anh nói à con Hồng nhưng không nghe được cái đoạn mà anh nói về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa là anh Hồng nói nhưng bập bõm không thể nghe được. à thế à ờ thôi thế thôi để Rồi, dịp cả bây bây giờ giờ là nó đấy bị rồi, cái tốt tai nghe rồi. nó lại tự nhiên không. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nào anh lên nói về cái này xong. Chào các bạn, Dạ. thì hôm nay là chia sẻ về tình quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đúng không? Dạ. Thế thực tế Về về ra hai Việt mặt Nam luôn, ở về kể về về mặt hai chính mặt trị, về đâu. mặt kinh tế. Dạ. Trước hết ấy, để nên tăng thêm phân tích về mặt chính trị trước, thì chúng ta phải biết rằng từ 4.000 năm lịch sử đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ thôi thôn tính lãnh thổ Việt Nam chúng ta Dạ. đúng không? Thế nhưng mà rất may là chúng ta hiện nay đã phân định cái cột mốc trên trên bộ dọc tuyến biên giới Việt Nam và Trung Quốc Ok. để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và chúng ta. Thế vậy thì Trung Quốc muốn xâm chiếm đất nước ta cũng rất là khó ở trên đất liền bởi vì chúng ta đang là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Cái thứ hai nữa về chính trị thì chúng ta có ý định tương đồng giữa với Trung Quốc là hai nước cộng sản cùng theo theo chủ nghĩa cộng sản. Đó. Thì đấy là về về chính trị. Thế còn về kinh tế ấy, thì hiện nay chúng ta đấy là giáp biên giới với Trung Quốc, giáp biên giới Trung Quốc. Mà hiện tượng hiện nay cái lượng lương thực và thực phẩm và cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc nó trên 75%. Đúng rồi, Bởi vì Trung Quốc lớn là nhất. một cái chợ rất lớn trên thế giới, nên lớn thế giới mà dễ tính nhất thế giới, dễ nhất thế giới. Mà mọi nước khác tư bản khác như Mỹ và các nước châu Âu đều muốn xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc.
mà chúng phải vượt đường biển và vượt tất cả những cái rất khó khăn mới đến được Trung Quốc. Mà chúng ta lợi thế một đường biên giới kéo dài, tại sao chúng ta lại không liên hệ để mà làm ăn với Trung Quốc, để tiêu thụ những cái sản phẩm cho nông dân ta làm ra, để thu về cái nguồn ngoại tệ rất là lớn lao. Nó thẳng láng giềng như thế, mặc dù trên bang giao về kinh tế chúng ta vẫn bang giao, nhưng về đề phòng chúng ta vẫn phải đề phòng quan hệ hợp tác hai bên đều có lợi, không xâm phạm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Thế còn nãy như anh Hạnh nói về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa thì phải nói như thế này này, hiện nay chúng ta lắm một số lớn cái biển đảo, cái cụm đảo ở trên Hoàng Sa và Trường Sa. Đấy. Thực ra cái đảo Ba Bình là cái đảo lớn nhất là bị Đài Loan chiếm năm 1954. 56. Thế và còn những 1956 là 56. 1956, mình nhớ nhầm một tí, cái mốc thời gian cũng có thể nhầm một chút. Vâng, được, nhưng mà giờ em biết em chỉnh nha. Dạ. Không sao cả. Đúng rồi. 1956 đã mất vào tay của Đài Loan. Đài Loan. Thế còn năm 74 chúng ta mất thêm một số đảo nữa. Thế hiện nay chúng ta tranh chấp biển đảo phải nói như thế này này. Cái biển đảo chúng ta phải tranh chấp và tuân thủ cái luật biển năm 1982. Ở đâu là 12 hải lý là thềm lục địa, và từ 12 trở hải lý trở ra đã là vùng đặc quyền kinh tế biển của các nước. Nhưng hiện nay ở cái vùng chúng ta đang tranh chấp ở cái 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế của các nước. Hiện nay chúng ta tranh chấp với 6 nước chứ không phải riêng gì với Trung Quốc. Mà hiện nay trên thế giới quốc tế cũng chưa công nhận cho bên nào được ở chỗ nào. Đó là vấn đề về tranh chấp. Thì vậy thì chúng ta chỉ có thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. Đấy. Chứ nếu bây giờ mà chúng ta dùng vũ lực thì chúng ta sẽ thiệt hại rất là lớn. Một là nền kinh tế chúng ta thiệt hại, đầu tư cho kinh tế, rồi chúng ta phải đầu tư cho quốc phòng. Mà cái thứ hai, khi chúng ta đấu tranh bằng vũ lực thì thế giới người ta chưa công nhận cái vùng đó là vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Đấy. Chúng ta ví dụ như ngày xưa ở Campuchia, rõ ràng chúng ta là một đội quân nhà Phật đang giúp bạn để giải phóng đất nước Campuchia khỏi ách diệt chủng của bọn Pol Pot. Nhưng cái tội ác diệt chủng của bọn Pol Pot, chúng lên án chúng ta là xâm lược Campuchia và cấm vận chúng ta mất mấy chục năm. Thì bây giờ dại gì mà chúng ta lại dùng vũ lực, mà trong khi đó cái tiềm lực quốc phòng của mình yếu hơn Trung Quốc rất nhiều. Đấy, yếu hơn nó. Thì vì dại gì chúng ta lại đi đấu tranh bằng vũ lực, trong khi đó quốc tế chưa công nhận một điểm nào của Việt Nam hay của Trung Quốc. Đúng không? Chúng ta phải nói rõ vấn đề đó. Đây là vùng biển tranh chấp chứ không phải là đó là khẳng định. Mình được khẳng định, người dân Việt Nam, chúng tôi, anh Bằng và mọi người đều khẳng định đó là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Nhưng với quốc tế, đúng không? Chứ thì quốc tế công nhận, thì chúng ta không có lý nào mà chúng ta dùng vũ lực để mà chiếm lại những hòn đảo đã mất. Đấy. Thì chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng thương lượng giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác có chung một quyền lợi trồng đấn ở cái thềm lục địa đó mà thôi. Đấy. Thế vậy vâng. Thì chúng ta... Vâng, xin lỗi anh Trần Thành Trung này. Tức là em cũng báo cho anh và tất cả các bạn biết một cái tin, tức là vừa cái đợt vừa rồi cách đây cỡ khoảng độ 1-2 tuần đấy, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam, thì lần đầu tiên có tức là Mỹ nên tức là người ta ủng hộ về cái chuyện mà ví dụ là đòi lại cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đấy, thì tức là mình cũng được cái sự ủng hộ của Mỹ rồi. Đó là một cái nước lớn mà hiện nay người ta đang có quyền lợi ở cái trên cái vùng biển Đông của Việt Nam, có quyền lợi. Dạ. Chúng ta cái tiếng nói của Việt Nam chúng ta hiện nay đang có giá trị trên cộng đồng quốc tế. Bởi vì chúng ta thực hiện rất đúng những cái luật của quốc tế đề ra. Ví dụ như về môi trường, chúng ta cũng đã ký hiệp ước Kyoto, đúng không? Chúng ta hiện nay đã là một thành viên của Tổ chức Nhân quyền Thế giới, của Liên Hợp Quốc. Cái thứ ba nữa, quân đội chúng ta hiện nay đang đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, gìn giữ hòa bình ở các nước Trung Phi, đúng không? Thì cái tầm vị thế ở Sudan của chúng ta đã đưa ở trên trường quốc tế, chúng ta đã tiến lên được một bước rất lớn. Vậy thì chúng ta đang đứng đằng sự ủng hộ của các thành viên Liên Hợp Quốc và trên thế giới, nhất là Mỹ và các nước khác.
Thế vậy thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ đưa cái đối ấy vào các nghị trường quốc tế để mà đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, và để cho họ công nhận cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, từ thềm lục địa 200 hải lý. Hiện nay cái đấy đó, nó đang vướng ở cái chỗ nào, đang chồng lấn giữa Philippines, Indonesia và Trung Quốc. Thì chúng ta phải bằng cách một cách khôn khéo, đảng nhà nước chúng ta đấu tranh về phương diện ngoại giao, chúng ta đều phải tính đến cái được và cái mất, được cái mất. Nếu chúng ta đối đầu quân sự thì đương nhiên cái nền kinh tế chúng ta sẽ kém phát triển, và chúng ta đầu tư vào quốc phòng nhiều thì không đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân và các công trình cuộc kế dân sinh của chúng ta sẽ bị kém đi, sẽ không phát triển nữa. Thế vậy thì chúng ta bây giờ vẫn quan hệ ngoại giao bình thường với Trung Quốc để chúng ta làm sao xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc càng nhiều để đảm bảo phát triển kinh tế, đồng thời với phát triển quốc phòng cho vững mạnh để Trung Quốc không thể nhòm ngó được, không được vào đất nước chúng ta nữa. Bằng chứng là 4.000 năm lịch sử đất nước chúng ta khi nào yếu, chính rồi, quyền yếu rồi. Kém, đất nước kinh tế kém phát triển, thì lúc bây giờ cái nguy cơ chúng ta mất nước đó là hiện hiện. Đấy. Vậy thì chúng ta bây giờ cố gắng phát triển tiềm lực kinh tế của đất nước, và đồng thời song song đó chúng ta phát triển cái tiềm lực quốc phòng để đủ sức chống lại với sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Đấy. Và hiện nay cái vùng Biển Đông ấy là cái vùng giao thương chính của các nước đi qua đó. Họ rất ủng hộ Việt Nam, bởi vì Trung Quốc đã làm những việc mà tất cả thế giới chúng ta đều lên án chúng. Bởi vì chúng làm một cái đảo nhân tạo tại Gạc Ma và quân cái sự khu hóa, vực vâng, Trung Quốc quân sự hóa, vâng, quân một sự số hóa cái Biển Đông đảo mà Trung Quốc chiếm được ảnh ở Biển hưởng Đông. đến cái giao thương hàng hóa của thế giới đi qua Biển Đông. Vậy thì chúng ta đang được sự ủng hộ của thế giới rất nhiều, bởi vì cái hành động bành trướng của Trung Quốc thì chúng ta sẽ phải giải quyết trên cái phương diện luật pháp, hòa bình và tồn tại. Thế chúng ta không nên gây chiến với một nước Trung Quốc. Đấy. Chúng ta gây chiến sẽ thiệt hại rất nhiều, thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về chính trị, thiệt hại về đời sống nhân dân, chúng ta sẽ phải khổ cực. Đấy. Thế vậy thì hôm nay lên nhà bằng Nguyễn và Linh Tăng chỉ có chia sẻ một chút về vấn đề thế thôi, cho nó đúng chủ đề. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại Vâng, các bạn. em xin cảm ơn anh và em chào anh.